Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em ơi, ngày hôm nay AutoChat đã chính thức là coi như là update cái phiên bản mới. Đấy thì chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa để cho các anh em mà chưa kịp lên kinh thoát được cái cổng rúc 9, hoặc là các anh em mà chưa lên queen được thoát được cái cổng kinh 3. Đấy, để có thể có cái cơ hội trong vòng 24 tiếng đồng hồ bứt phá thần tốc, leo rank thần tốc. Đấy, đạt được cái mức rank mà mình mong muốn trước khi kết thúc cái mùa giải này và sang một cái mùa giải mới, reset lại hết những cái gì mà anh em đã đạt được nhưng mà có anh em thì vẫn chưa đến nơi. Thì hôm nay ở trong cái video clip này tôi ra với cái mục đích giúp cho các anh em có thể trong vòng 24 tiếng đồng hồ là có thể là lên được cái mức ranking hoặc là cái mức rank queen nha anh em nhá. Đấy, đây nó sẽ là trong cái clip này tôi sẽ tư vấn cho anh em, có đưa ra những cái lời khuyên cho anh em trong những cái giai đoạn nước rút nhá. Và anh em cứ yên tâm là tôi rất là uy tín, chứ tôi không có lừa anh em như là mấy cái thằng anti fan, mấy cái thằng hater nói tôi đâu nhá. Đấy, bản thân các anh em mà là fan cứng của tôi, anh em nhìn các anh em hội viên anh em biết là nó uy tín như thế nào. Đấy, còn các anh em mới xem kênh anh em chưa biết được, chưa hiểu được vấn đề thì thôi, từ từ rồi anh em sẽ hiểu. Những cái lời khuyên của tôi đưa ra nó sẽ rất là có giá trị đối với các anh em trong cái việc leo rank. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ đưa ra những cái nhận xét chân thành nhất trong cái meta này để anh em có thể tự mình coi như là đánh giá và chọn ra cái lối chơi phù hợp với bản thân anh em, chọn ra cái đội hình phù hợp với bản thân anh em. Và trước khi đến với cả cái nội dung chính của ngày hôm nay thì như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đỗ Tiến Đạt. Anh em Đỗ Tiến Đạt đã donate cho kênh, ủng hộ kênh kèm theo lời nhắn là mong rằng là tôi sẽ ra được cái video clip nhận định meta sớm nhất có thể. Đấy thì hôm nay nhá, chính là ngày hôm nay đây. Đấy, vừa hôm qua anh em có donate cho tôi, nhắn tin cho tôi thì hôm nay tôi ra clip luôn. Và tôi nghĩ là bản thân tôi, nếu mà anh em hôm qua không có nhắc nhở tôi thì đây nó cũng là cái trách nhiệm của tôi. Đấy, trong cái việc là giúp đỡ các anh em fan ở trên kênh nhá. Và tôi cũng xin cảm ơn anh em Nguyễn Trung Đức. Anh em Nguyễn Trung Đức chắc là thương tôi quá, thấy tôi làm việc vất vả, thế là mời tôi bắt mì hảo hảo có trứng. Đấy, nhưng mà đấy chỉ là cái tin nhắn của anh em gửi cho tôi thôi, chứ còn hôm qua tôi đã được nhận được cả một cái thùng mì từ phía anh em. Một cái thùng mì luôn anh em ạ. Rất là cảm ơn anh em nhé, cảm ơn anh em Nguyễn Trung Đức rất là nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Dương An và anh em Phạm Minh Tuấn đã đăng ký gói hội viên ở trên kênh, là hội viên mới ở trên kênh. Hôm qua có anh em là Phạm Tuấn Minh. Đấy, hôm nay lại có anh em là Phạm Minh Tuấn. Thì ngày hôm qua thì tôi có hỏi anh em Phạm Tuấn Minh thì anh em cũng trả lời là vì là anh em là fan của kênh trực tiếp game Dũng CT. Đấy, nghe cái giọng của tôi thì khá là giống Dũng CT, chính vì thế là cũng yêu quý tôi như là yêu quý cái thần tượng của anh em, thì tôi cũng xin là cảm ơn nhá. Đấy, ăn sái tí ở Dũng CT. Đấy thì rồi, rất là cảm ơn anh em Phạm Tuấn Minh đã ủng hộ kênh bằng cái việc là đăng ký hội viên. Nhưng mà hôm nay có một ông nữa tên là Phạm Minh Tuấn. Phạm Minh Tuấn đúng không? Thì không biết là có phải là cái anh em Phạm Minh Tuấn này là ngày trước ở A-Clan không? Nhưng mà hai ông này tên rất là giống nhau. Đấy, rất là cảm ơn anh em Phạm Minh Tuấn và anh em An Dương nhá, đã đăng ký gói hội viên trên kênh. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Trương Anh Tuấn, anh em Nghĩa Nguyễn, bạn Quỳnh, bạn NSN, bạn Phát Trần, bạn Phúc Hoàng, và cuối cùng là bạn Dương Hương, Dương Thanh Hương. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều, và đặc biệt là hai cô gái xinh đẹp, những bóng hồng coi như là rất là lẻ loi, rất là hiếm hoi trong trò này, cần phải được nhân rộng. Anh em nhá, anh em nào có bạn gái bạn nữ thì anh em rủ vào anh em xem kênh tôi, chắc chắn là sẽ có được cái sự chăm sóc đặc biệt tới vị trí của Tuấn Cơm, Tuấn Văn Cơm. Ừ. Ô, chuyện này bây giờ để ý có ông tên là Tuấn Cần, Tuấn này là Tuấn Hút Cần à? Hỏi tôi có phải là Tuấn Cơm không à? À, Tuấn Cơm đây, Tuấn Cơm xin chào Tuấn Cần nhá. Tuấn Cơm ở Rank Queen hàng Real đấy, đấy. Nhưng mà vẫn là hàng fake, hàng rúc 9 với cả những cái thằng hater. Ừ. Thậm chí là có những cái thằng nó đồn ác mồm ác miệng mà nó còn đồn tôi bit shop. Vãi cứt thật sự luôn. Thôi được, không sao cả. Với kinh nghiệm hơn 4 năm làm YouTube thì tôi mới đúc kết ra được một cái vấn đề. Đấy chính là ngoài cái việc là anh em yêu quý tôi thì những cái thằng hater ấy, những cái thằng anti fan, đấy, nó cũng đóng vai trò tương tác cho kênh rất là nhiều. Đấy, nên là chúng ta trân trọng. Ơ, cái gì kìa? Tuấn Cơm đéo bao giờ trả lời lừa vờ cờ lờ. Ôi ôi,
Tuấn Cơm đéo được trả lời ạ. Thật là như thế không? Thế thì lại cuối cùng thì lại đấy, anh em thấy không? Gặp mấy cái đứa mà nói chung là chán chả buồn nói. Tôi toàn trả lời mà, trong game tôi toàn trả lời, tôi toàn ít nhất là tôi cũng chào anh em nếu mà anh em chào tôi bằng đúng tên. Đấy là điều chắc chắn. Đấy, thế mà nó lại bảo là tôi không bao giờ tôi trả lời. Chết rồi, thế lại nhầm mình với một idol nào đấy rồi. Không phải nhá, tôi nó chắc chắn là tôi trả lời. Nếu mà chào đúng là Tuấn Cơm nhá anh em nhá, thì chắc chắn là trả lời. Còn chỉ có cái chào bằng cái tên, ví dụ như là idol hay là các thứ thì tôi không dám nhận. Đấy, tôi không dám nhận. Bởi vì nếu mà giả sử nhưng mà chả may mà nhận xong cuối cùng nó lại bảo là không phải chào mày, thì lúc đấy nó lại bị hố anh em ạ. Nó lại cú lừa. Đấy, tôi bị thế rồi, lần nữa tôi kinh nghiệm lắm. Nên là tôi thường là tôi sẽ phải chào đúng tên thì tôi chào lại. Thế đây là một cái trường hợp chào đúng tên tôi. Đấy, tôi chào lại, tôi bảo là tôi là lừa. Thế nó ảo thì đấy anh em, ảo lắm anh em ạ. Thôi được rồi, tôi tập trung vào chơi rồi. Mệt ghê cơ. Rồi anh em thấy tôi cũng đang chơi ở Gladiator ở đây. Đấy, và anh em cũng biết là tại sao gọi là Gladiator. Chắc chắn là nó phải ổn thì tôi mới chơi đúng không anh em? Ổn anh em nhá, ổn anh em nhá, yên tâm là rất là ổn. Kể từ sau update ấy, anh em chơi cho tôi Gladiator nha anh em nhá. Rất ổn áp, rất mạnh. Bảo đảm cho anh em là tăng rank rất nhanh. Đấy, cái bộ này thì là một cái bộ mà nó tăng rank rất nhanh và cái tốc độ trận đấu ấy nó cũng đẩy nhanh, khiến cho là anh em có thể dễ dàng anh em leo rank nhanh hơn nhá anh em nhá. Đấy, sau update là cái bộ này chơi rất ổn. Và cái lý do là tại làm sao mà nó ổn đấy, thì tôi chơi, đây nó là cái trận thứ 3 rồi và phải nói là rất ok. Rất ok luôn. Hai trận là top 2. Đấy, trận này là trận thứ 3. Cái trận thứ 3 này thì chưa biết top mấy, nhưng mà tôi đảm bảo với anh em luôn là ở trên top nhá. Đấy, nhà tiên tri Tuấn Cơm, tôi đảm bảo với anh em luôn là ít nhất là trong top 3. Nó tôi nhá, ở đây là không có eco ấy kiếp cái đâu nhá, đánh rất là tử tế luôn. Đánh là cứ có cờ là cho vào thôi. Đấy, đánh up cấp đúng đúng thời điểm nhá, đúng level up cấp. Đấy, không eco. Được chưa? Không eco. Đấy, chưa co luôn, chưa co. Đấy, chưa co nhưng mà vẫn vô tư luôn. Đấy, vô tư cho vào luôn. Meta mới thì nói chung là cái lý do mà tại làm sao mà tôi lại trong ở trận đấu này tôi lại chọn cái bộ Gladiator để giới thiệu cho anh em. Với các anh em mà chưa lên được mức rank Queen hoặc là mức rank King. Đấy, đối với các anh em King 3 thì chắc chắn nó sẽ là cái mục tiêu là lên Queen trong vòng 24 giờ tới. Còn đối với các anh em Rook 9 thì chắc chắn cái mục tiêu của anh em là thoát cái cổng Rook 9 trong vòng 24 giờ tới trước khi nó reset lại rank. Thì đây nha anh em nhá, anh em dùng cái đội hình này cho tôi. Còn cái lý do tôi phân tích cho anh em luôn, và thực ra là nó không phải là chỉ riêng cái đội hình này. Và cái phân tích của tôi nó sẽ liên quan đến tất cả các đội hình mà anh em chơi, anh em có thể leo rank được ở trong thời điểm hiện tại. Thì nó là như này. Cái meta này tôi phải nhận định với anh em là một cái meta thụt lùi. Nó rất là chán. Nó không hay bằng meta trước đâu. Trước update chúng ta có được chọn đội hình, chúng ta có pack bài chúng ta mang vào. Và người chơi là khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Mỗi người là cầm một pack khác nhau. Đấy, đây rồi, ở đây là có con Wing Ranger là chơi được này. Con nào chơi được thì lấy luôn nha anh em nhá, chứ không không đợi. Ví dụ như là Skull Hunter giờ chưa ra đúng không? Thì thôi, không chơi luôn. Đấy, xác định là không chơi Skull luôn nha anh em nhá. Chúng ta sẽ lấy cung luôn, hai con cung ở đây. Chúng ta là có con Wing và con Aegisid. Có lên chơi Aegisid không? Đấy, ở đây là có cả con Agali, nhưng mà tôi không chơi Agali nữa. Tôi nhận thấy là trong trận đấu này không cần Agali. Agali thường nó phù hợp cho những cái trận đấu nó có Warrior. Đấy, nhưng mà trong trận đấu này không có Warrior thì tôi quyết định là tôi sẽ tăng cường đam luôn, tăng cường vào cái việc siêu rẻ để có thể là kết thúc trận đấu sớm nha anh em nhé. Tôi muốn là có một cái trận đấu tàu nhanh, thật là nhanh để có thể up clip này lên thật nhanh. Đấy, tôi cũng cái clip này chắc chắn là tôi cũng sẽ không edit gì nhiều. Rồi, tạm thời lấy cái kiếm gãy để ghép cái hai tia. Con game này tôi sẽ rất nhanh thôi, tôi lên nhanh, tôi up nhanh cho anh em. Chứ tôi không có edit, tôi cũng không có biên tập gì nhiều đâu. Tôi sẽ up lên luôn nha anh em nhá. Nên chắc chắn là những cái lời nói của tôi sẽ không có được chỉnh sửa nhiều. Nó sẽ có những cái câu nó bị vấp. Đấy, chắc chắn. Bởi vì đây nó là thu trực tiếp anh em nhá. Còn những cái trận, có những cái trận nên là tôi sau khi tôi thu trực tiếp xong là tôi còn biên tập lại cơ. Tức là những cái câu nào ấy mà tôi nói nó không được hay thì tôi nhiều lúc là tôi sẽ chỉnh lại. Đấy, tôi chỉnh lại cho nó hay, nó phù hợp. Hoặc nhiều khi là những cái câu mà nó cần có một cái bản danh sách để tôi đọc
hoặc là cảm ơn anh em ấy, là tôi cũng phải là edit ở cái đoạn đấy. Thường là như thế. Còn để cho nó nhanh thì trong cái video này thì tôi sẽ hoàn toàn không edit luôn. Tôi sẽ rất là nhanh để tôi có thể là up clip này sớm nhất có thể cho anh em có thể là vọc luôn và anh em thực hành luôn nhá anh em nhá. Và chắc chắn là ở trong cái clip này này thì tôi nói trực tiếp, tôi vừa chơi tôi vừa nói, nên là chắc chắn là nó sẽ có những cái lúc mà nó sẽ không được hay. Anh em nhá, anh em thông cảm, bởi vì là thực ra là cái này không edit. Đấy, bình thường thì nó vẫn có một chút gì đấy là nó hơi chỉnh lại một chút cái câu nói cho nó hay hơn. Thì ở trong video clip này thì tôi không chỉnh lại, tôi hoàn toàn là tôi nói trực tiếp luôn. Đấy, có gì nói đấy, tôi ở trên màn hình có gì nói đấy nhá. Vừa chơi vừa nói nên là nhiều khi là mình cũng hơi ngơ. Anh em cũng có thể thông cảm cho tôi ở trong cái video clip này. Nó là một cái video clip tàu nhanh và hoàn toàn là không có edit nhá. Tôi xin nhắc lại là nó không có biên tập. Chính vì thế là cái đầu tư về cái vào cái video clip này là nó đầu tư về mặt gọi là gì nhỉ? Gọi là kiến thức thôi, tri thức thôi nhá. Là kinh nghiệm của tôi truyền lại cho anh em luôn. À, tôi không có pha trò cười, không có hài hước được. Đấy, không chỉnh được giống như là bình thường thì anh em thông cảm. Đấy, còn bây giờ bắt đầu đến cái phần phân tích này để cho anh em hiểu ra cái meta và anh em sẽ biết là tại sao mà Gladiator nó lại mạnh nha anh em nhá. Đấy thì nó là như này. Bây giờ ấy meta ấy, anh em để ý là nó sẽ có những cái vẫn là tướng chung và tướng riêng đúng không? Đấy, nhưng mà cái tướng chung bây giờ ấy, cái số lượng tướng chung ấy và tướng riêng thì chúng ta có thể thay đổi ngay ở trong game được. Tức là chúng ta lấy được con nào vào, chúng ta không phải chọn pack từ đầu. Đấy, và chúng ta không phải chọn đội hình. Chúng ta chơi ở trong game, chúng ta chuyển vào con nào cần thì chúng ta lấy vào, con nào không cần thì chúng ta bỏ ra. Tuy nhiên là bây giờ cái số lượng tướng chung nó rất đông. Số lượng tướng chung bây giờ ấy nó là 65 con, nó rất đông. Thậm chí là tôi tính và tôi đếm ấy thì nó còn hơn cả trước khi update được cái mùa mà update pack cơ. Đấy, nó rất nhiều cờ, nó rất nhiều cờ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai chính là cái bộ truyền thuyết ấy. Ở trong cái bộ truyền thuyết bây giờ ấy là những cái con tướng 5 đô làm co đúng không? Nếu anh em chơi được kiểu đẩy cấp lên 10 xong rồi kiếm cái tướng 5 đô như là ca lông với cả Secret Lancer, Zerg, đấy, bom, máy bay làm co thì nó có một cái là nó khó hơn rất nhiều so với cả cái mùa trước, cái mùa mà anh em chọn đội hình. Đấy là những cái con tướng 5 đô ấy, bây giờ trong với bộ truyền thuyết nó có tới tận là 8 con, chưa tính những cái con mà bắt buộc là phải chọn. Anh em phải chọn vào thì mới có, còn không chọn là không có. Tôi lấy ví dụ như anh em chơi bộ gót hay là cái bộ gót đỏ, bộ gót Saman. Đấy, hay là cái bộ Goblin bây giờ chẳng hạn, vì nó rất khó chơi. Nếu mà anh em chơi Goblin, anh em phải chơi 9 con truyền thuyết. Nó khác với 6 con truyền thuyết nha anh em nhá. Ở trước khi giai đoạn update ngày hôm qua kìa, chúng ta chơi chọn pack ấy, chúng ta đưa vào trong game, chúng ta chọn pack, chúng ta chọn đội hình. Vào trong game thì chúng ta chỉ cần chọn ở trong cái slot đấy, cái pack đấy nó có cái con máy bay thôi, thì chúng ta tổng cái con cái số lượng truyền thuyết ấy ở trong cái pack bài của anh em nó chỉ có 6 con 5 đô. Đấy thì cái việc chơi Goblin nó rất dễ. Nhưng mà bây giờ thì nó rất khác anh em ạ. Bây giờ thì nó là 8 con. Anh em nhá. Có những 8 con ở trong cái bộ truyền thuyết. Và nếu mà anh em chơi đẩy cấp, anh em lên trên cái level cao, anh em kiếm con bom, con máy bay hay con cá lồng ấy, thì tôi nói thật là con máy bay thì có ở trong sẵn rồi, con cá lồng có sẵn, nhưng mà con bom nó lại không có sẵn. Chính vì thế nên là phải chọn thêm con bom, gia tăng cái số lượng truyền thuyết lên là 9 con. Với 9 con truyền thuyết thì chắc chắn rồi, không thể roll ra được dễ dàng ra được cái con bom hay là con máy bay đâu. Nó không dễ như là cái mùa trước đâu. Mà nó sẽ có thể nó sẽ roll ra những cái con khác, những cái con mà không cần. Đấy, những cái con tướng ví dụ như roll ra con Tôn Ngộ Không. Đấy, hay là roll ra những cái con không có liên quan gì luôn, như con rồng nhỉ ạ. Roll ra con rồng 5 tiền. Đấy, thì nó sẽ rất là khó chơi. Và rất là khó để chơi Goblin đẩy cấp. Càng đẩy cấp càng chết. Đấy, hay là những cái bộ như là bộ gót nó còn gọi là nghiệt ngã hơn nhiều. Gót đỏ, Bad Omen không có sẵn. Zerg không có sẵn. Đấy. Squire không có sẵn. Bom cũng không có sẵn, tức là bom cũng là chơi ở trong bộ đấy cũng không có sẵn. Chính vì thế là nếu mà chơi gót ấy thì cái việc mà để mà đưa như con 5 đô vào ấy để mà roll ra ấy thì nó có thể nó lên tới 10 con truyền thuyết. Thậm chí là tướng truyền thuyết lên tới 11 con. Gót đỏ chẳng hạn là phải chơi 11 con. Rất khó chơi anh em ơi. Co 5 đô bây giờ thực sự rất khó chơi đấy nhá. Đấy. Thế là tôi khuyên anh em chân thành là anh em chơi những cái bộ gì mà nó không phụ thuộc vào 5 đô.
co là không phụ thuộc vào Ronaldo là một. Thứ hai là gì? Thứ hai là Hyperon. Những cái đội hình Hyperon sớm chơi form ở level 7 thôi, level 8 rồi là cùng. Đừng có level 9, level 10 anh em ạ. Xuống hồ đấy nhá. Thì đây nó là một cái đội hình này. Đây nó là một cái ví dụ điển hình cho cái đội hình mà chúng ta Hyperon ở level thấp. Bộ này là chơi là ví dụ như Eco là có thể chơi ở level 5. Đấy, thậm chí level 6, level 7 có chơi được hết. Cùng lắm level 8 thôi chứ chả ai lên level 9 cả. Đấy, như trận đấu này tôi up 8 sớm đúng không? Bởi vì tôi đang có chuỗi thắng. Nhưng mà tôi cũng chỉ chơi ở level 8 thôi. Ui chết mẹ, ra mày vớ vẩn mất chuỗi này. Thôi xong rồi. Gấu xin 2 sao. Chuỗi thua cộng 8. Chuỗi thua cộng 8. Và bây giờ đang cắt chuỗi tôi. Ôi ôi, thì đây chính là nhà vô địch ở đây này. Nhìn là biết này. Lốt ván nghỉ là queen là căng đấy. Queen này là queen phải rơi vào tầm khoảng, tôi nghĩ là lốt ván nghỉ là tôi, cái tên này quen lắm, quen lắm, chắc là cũng phải top top server đấy. Top server top bao nhiêu thì cũng không biết, nhưng mà tôi chắc là cũng phải rơi vào tầm khoảng top 20, top 10 gì đấy của Việt Nam. Tôi nghĩ là thế. Cái tên là quen lắm, nghe tên là biết. Thì là căng đấy. Trận đấu này căng đấy. Trận đấu này thì cũng nhiều queen. Đấy, tôi nhìn thấy sơ sơ là cũng có thấy mấy cái tên quen thuộc là king queen hết rồi. Thế là cái việc mất chuỗi cho một cái người mà đang ở cái top cao, một cái người mà đang ở top server thì nó là một cái gì đấy mà nó rất xuống hố trong cái trận đấu này. Phải nói là rất xuống hố đấy. Đây này, cũng chơi Glitter này. Nhưng mà À đuổi rồi anh em. Đấy, tôi là chơi hệ đẻ cơ. Tôi chơi Glitter hệ đẻ cơ anh em ơi. Đẻ rất nhiều luôn. Chứ tôi lại không chơi cái hệ đam. Đấy, hệ đam bây giờ là vẫn còn đang vứt cung đen ở ngoài này. Là chưa dùng đến cung đen đâu. Đấy thì nhá anh em nhá. Đấy, những cái phân tích của tôi về đầu meta. Và tôi nói luôn là phân tích chỉ có chuẩn thôi. Không thể nào mà trượt đi đầu đâu. Anh em có tin, nếu mà anh em không tin, anh em có cứ đợi đi. Anh em đợi khoảng một tuần nữa, tôi đảm bảo với anh em toàn là tràn lan Glitter thôi. Glitter là bộ Hyperon điển hình luôn. Rất dễ chơi Hyperon. Và nó sẽ là cái bộ này, sẽ là cái bộ điển hình chơi meta này. Đấy, còn những cái bộ như là cái bộ Beat thì tôi nghĩ là sẽ bắt đầu ít đi đấy. Bộ Goblin là sẽ không ai chơi nữa đâu. God chắc chắn là sẽ rất ít người chơi nhá. God sẽ rất ít người chơi. God là phải may mắn, phải hên lắm ấy mới chơi được ấy. Đấy, ra được gấu này. Chơi gót kẹp gấu và ra gấu Saman này, ra gấu bết sớm thì chơi. Chứ còn nói thật với anh em là nếu mà để chơi mà để kiếm con rớt 2 khó lắm anh em ạ. Kiếm rớt 2, kiếm khan 2, khan 3, thứ ôi không dễ đâu anh em ơi. 11 con truyền thuyết thì nó có thể ra bất cứ những cái con khác. Bất cứ con nào nó cũng có thể ra, ví dụ như là tự nhiên nó lại ra, đang chơi rớt mà ra con Ngộ Không thì đúng là chả để làm cái gì. Rồi, bài này anh em thấy tôi chơi ổn không? Chơi Glitter đang 85 máu ở level 8 này. Đấy, máu giữ rất ổn nhá, đang tốt đấy. Mặc dù tôi biết là trong trận đấu này có một thằng rất xanh, nó đang có cái bộ là cái bộ gấu ấy, cái kẹp cả mết ấy, là cái thằng đấy là cái thằng mà rất là đáng sợ đấy. Gấu thì nó clear rất là nhanh. Cái bộ này, tôi chơi đang theo cái hướng là chơi đẻ. Đấy mà nếu mà tí nữa mà ví dụ như solo với cả cái thằng mà chơi gấu mết ấy là sẽ phải là vứt mấy con đẻ đi, không là toang đấy. À, trận này còn có cả Assassin. Cũng cầm trong tay một cái ông đang ở đánh queen luôn. Đấy. Thế cơ mà. Cái ông sâu gióm này là cũng đánh queen này. Tôi biết. Ông sâu gióm này cũng đánh queen này. Đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn ăn được này. Đẻ nó khỏe phết anh em nhỉ. Đẻ nhiều sâu bắn được phết. Ok, đấy vẫn ok, đấy vẫn 85 màu, rất ok luôn. Em thấy không? Ui dồi, khan này, ra khan này. Ơ, bài này tự nhiên lại ra lên 8 phát, lại ra 5 đô luôn. Nhưng mà lại không chơi được. Đấy, bây giờ mà bỏ khan vào thì là phải vứt con cây ra. Nhưng mà không anh em ạ, cây vẫn uy tín trong cái bộ này. Nó câu kéo được nhiều thời gian. Trong bộ này nếu mà tính là chơi drui ấy, chỉ chơi được gấu hoặc cây thôi. Thì bây giờ tôi chọn con cây. Trong trận đấu này tôi chọn cây cho nó đẻ nhiều, đẩy nó nhanh anh em ạ. Đấy, làm clip tàu nhanh cho anh em. Kết thúc trận đấu nhanh. Nha anh em nhá. Thì cái trận này nói chung là đánh nó cũng không là lót lắm đâu. Đánh chủ yếu là đấy, đẩy nhanh, đẩy tiến độ trận đấu nhanh thôi anh em nhá. Trận đấu đẩy nhanh lên nên là tôi nghĩ là cái việc mà không đánh ở siêu lết thì top thì chắc chắn là về top thì
cố gắng ở trong top 3 nhá. Đấy, còn anh em đừng có hy vọng là được top 1 trong trận đấu này. Top 1 thì nó phải là một cái đội hình mà nó phải siêu late game. Và tôi là tôi không chơi siêu late, tôi đang chơi là đẩy anh em ạ. Chơi đẩy sớm nhá anh em nhá, chơi đẩy sớm. Đấy, siêu late thì đánh ốc cơ, đánh phải đánh con ốc. Đấy mà tôi không đánh ốc, tôi ghép đồ các thứ là tôi chơi là chơi tôi chơi đẩy luôn. Đấy, vẫn có người là chơi chơi goblin này anh em này. Siro chơi goblin. Ờ trận này có mết là tôi chơi ghép luôn cái BKB luôn. Tàu nhanh luôn anh em ạ. BKB này thực ra là không phải để đấm mết, bởi vì thực ra là không đấm được, nói cho nhanh. Một con thì không thể đấm được. Vài con nó cũng không phải con ốc, không phải co. Nhưng mà có điều là nó sẽ giúp cho tôi giảm thiểu được cái lượng máu mỗi lần tôi gặp với bọn mết. Anh em nhìn này, với những cái thằng Gritter nhá thì có một kinh nghiệm để có thể chiến thắng được cái những cái thằng Gritter khác. Đấy chính là anh em chơi Gritter, anh em chơi càng nhiều đẻ càng tốt nhá anh em nhá. Càng nhiều con đẻ càng tốt thì anh em sẽ thắng được những cái thằng Gritter khác. Còn nếu mà anh em chơi thuần đam thôi không thì rất khó nhá. Càng đẻ nhiều càng tốt. Đó, tuần sau nha anh em nhá, tuần sau là sẽ là rất nhiều creator ở trong rank đấy. Đảm bảo với anh em luôn. Đấy, anh em không tin anh em lưu lại. Anh em lưu lại cái khoảnh khắc này nhá. Tuần sau anh em cứ xem lại những cái gì tôi nói nhá. Lúc đấy thì anh em sẽ quay lại đây. Cảm ơn tôi cũng không muộn. Đấy, và tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em là tuần sau có nhiều những cái thằng chơi creator thì cái cách mà để anh em chơi creator mà đấm cái thằng creator khác là như nào rồi nhá. Là như này anh em nhá. Càng nhiều đẻ càng tốt, cứ nhiều đẻ thôi. Đấy. Thằng này thì nó to hơn tôi, thằng này thì thua, thằng này thua. Nhưng mà đấy là vì là tôi chưa ra được cái con sâu 2 sao và tôi chưa lên được cái con cây lên 3 sao thôi. Còn thằng này tôi đảm bảo với anh em luôn là thằng này không có cửa, sắp đi rồi đấy. Tôi dự đoán là thằng này chắc chắn là đi sớm thôi. Nhìn nó đẩy tôi thế thôi, ăn được tôi một round thôi anh em ạ. Rồi bây giờ tôi roll con cây 3 xong rồi biết là được ngay. Đây rồi. Đấy, sâu bây giờ lên 2 nhá. Đấy, cây là bây giờ là cần thêm cái con Druid nữa thôi là có thể lên được 3 sao rồi. Tí nữa là cái con Axe kia là tôi sẽ bán đi. Đấy, tôi sẽ thay lần lượt vào thêm con sâu nữa, thêm con Wing nữa. Đấy, nếu mà thiếu slot thì có thể nhét thêm con Greater, cái con Dominator ấy, Dominator nữa vào. Hoặc là có thể kiếm thêm giờ so vào cho tăng mana nhanh, đẻ cho nó nhanh. Thế thôi. Đội hình rất đơn giản nhé, đội hình của tôi nếu mà tính ra nhá, nó chỉ có là bao nhiêu con? Nó chỉ có là con Dominator là 1 này, con cây là 2 này, con cung đen là 3 này, con tăng mana Zerso là 4 này và con Wing là 5 thôi, có 5 con rồi anh em ạ. Đấy, chơi đây nó là chơi đúng cái kiểu là gì là tàu nhanh đấy, tàu nhanh, tàu lượn. Chỉ chơi 5 con thôi. Đấy, và đẩy cấp lên. Thế thôi, lên 8 rồi chơi thôi. Nó đúng level 8 cũng không cần phải lên 9 nữa. Chơi ở level 8 đến hết game luôn. Và nó cũng sẽ hết game nhanh thôi. Đây này, anh em thấy không? Là đây nhá, Siro nhá. Bây giờ đang chơi một cái đội hình đó là Goblin đúng không? Tôi nhận định là Goblin là cũng sùng hồ thôi anh em ạ. Rất khó là ra bom, rất khó là ra máy bay. Ngói luôn. Đấy, còn hên lắm mới ra là con ca lông rồi thôi đấy nhá. Hên lắm đấy nhá. Còn không dễ đâu anh em ạ. Tới 11 con, à không phải, 9 con. Chơi Goblin là 9 con cơ mà. Khó lắm. Đây rồi. Mua cái con gấu rồi thôi. Chuẩn bị đưa con cây lên 3 sao. À đây rồi, thế này chỉ cần một con cây nữa thôi. Roll thêm một con cây nữa là lên 3 sao rồi này. Thế thì thôi không cần phải thêm Druid nữa. Bây giờ roll thêm một con cây nữa là lên 3 sao rồi. Ok. Mà hên hên ra được cái con Warwick set thì là cũng không cần, là up luôn. Đấy. À đâu, vẫn thiếu con Unicorn. Tôi xong rồi, không có Unicorn à. Thấy chưa, Goblin khổ chưa. Khổ lắm anh em ạ, phải kích hoạt bằng Wizard thì à. Khó lắm, không dễ đâu anh em ơi. Ông này đi rồi, ông này đi rồi, ông này đi rồi, ông này đi rồi, ông này đi chắc luôn. Ông này chắc chắn đi rồi, tôi ghép BKB rồi. Ghép BKB rồi anh em ơi, không sợ. Rồi. Quá đen. Tôi dự đoán cái thằng Gritter kia đi trước cơ. Ôi, đây rồi. Xa được cây 3 này. Thế thì được rồi đấy, bây giờ cái tầm này là đi đẩy từng nhà một này. Đẩy nhanh luôn anh em ạ. Tốc độ trận đấu rất nhanh đấy nhá. Bây giờ mới đang 25 thôi. Đấy, đã có người đi rồi này. Rồi thôi cứ roll tiếp thôi. Chúng ta roll ở cái level 8 không lên 9 anh em nhá. Đấy, anh em nhìn máu của những cái thằng còn lại đi. Đây là đang 25 thôi nhá. Và đang đánh ở mức đánh queen nhá.
À cái thằng Gladiator kia cũng đi rồi kìa. Có 3 thằng Gladiator trong trận đấu này anh em ạ. Đấy, hai người còn lại là chơi theo kiểu đam chứ không chơi theo kiểu đẻ như tôi. Tôi là chơi đẻ. Đấy, hai người còn lại là Tuấn Cần ra đi rồi. Tuấn Cần, Tuấn Cơm vừa chào Tuấn Cần xong Tuấn Cần bảo là Tuấn Cơm fake, thế là bây giờ là Tuấn Cần ra đi. Ảo thật sự luôn. Thôi rồi, không biết là Tuấn Cần có muốn gặp lại ở trận sau thì cứ ở lại đợi nhá. Tàu nhanh thêm một trận đợi nữa để nhận định update. Tôi sẽ làm thêm một cái đội hình nữa anh em nhá, hai clip luôn. Đấy, tàu rất nhanh, xong clip này là có thể là up thẳng trực tiếp lên luôn, không biên tập gì hết anh em nhá. Tôi xong một cái là tôi up lên luôn. Tôi cắt video clip ra ở OBS là tôi lên luôn, tôi lên clip cho anh em luôn. Sau đó là tôi sẽ làm một clip về một cái đội hình cũng hyper rồi, cũng rất là ok nhá. Đấy, chỉ cho chơi ở level 8 thôi, tàu nhanh thôi. Đấy, nhưng mà đây là đang hướng dẫn là các anh em làm sao đưa ra những cái lời khuyên và những cái hướng dẫn để anh em leo rank nhá anh em nhá, chứ không phải là anh em được top 1. Tôi nói luôn nhá là không top 1 được đâu. Chơi như này là chỉ có tàu nhanh leo rank nhanh thôi. Đấy, anh em nhẹ nhàng anh em top 2 anh em đẩy nhanh lên. Trận đấu nó chỉ rơi vào tầm khoảng 35 round đổ lại thôi. 30 đến 35 round thôi. Đấy, kết thúc trận đấu nhanh, làm ván mới. Đấy, ván mới luôn nhá. Ván mới rồi cũng là top 2. Đấy, tăng rank rất là nhanh. Hiệu quả để cho anh em là sau khi kết thúc trận đấu là anh em có cái gì? Là anh em có cái mức rank đủ để anh em lên được queen ở trước cái việc là kết thúc cái mùa giải. Hoặc anh em có thể là thoát cổng group 8. Anh em thấy trận đấu đẩy rất nhanh luôn. Đấy, thậm chí là cái thằng Goblin này nhá, nó hết tiền rồi đấy và nó không ra được đủ bộ cơ. Và tôi nghĩ là Goblin này chắc chắn nó xuống hố, bởi vì cái tầm này ấy là tôi mạnh vãi đái rồi luôn. Đấy anh em thấy không? Mạnh chưa? Mạnh chưa? Mạnh chưa? Ấy giời. Còn những cái ông khác nhá thì bây giờ đấy, anh em phải xem lốt ván nghỉ nhá. Xem lốt ván nghỉ đi. Làm gì có cái cửa thằng nào ăn được cái bộ đấy nữa đâu. Eco được cái chuỗi Eco cộng 7 xong rồi lại cắt được chuỗi của tôi. Đấy, xong rồi lại còn ra được gấu. Xong rồi lại kẹp cả mết. Đấy, anh em thấy chơi đây là chơi là tôi nói thật là nếu mà đánh giá meta này nhá, cái con gấu ấy anh em kẹp vào anh em câu gấu nó còn dễ ra hơn là 5 đô. Nên là anh em cứ kẹp gấu vào tôi nhá. Được kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm. Anh em kẹp gấu vào tôi. Anh em kẹp ngay con gấu vào tôi và anh em chơi bằng gấu. Tôi khẳng định với anh em luôn là cái con gấu ấy nó còn dễ ra hơn. Đây này, chơi sang chuyển sang 4 gót kết hợp với cả 6 mét rồi anh em ạ. 4 gót 6 mét, lốt ván nghỉ nhá anh em nhá. 4 gót 6 mét. Đấy, co là con Thunder Spirit. Khỏe đấy. À, kẹp cọc, còn kẹp cọc nữa. Khỏe lắm anh em ạ. Tôi là ghép cái BKB sẵn để coi như là tôi chống mất máu thôi, tôi chống thì tôi sống sót thôi. Chứ còn ăn làm sao được. Xòe trưởng một phát là chết luôn rồi. Không ăn được. Đấy, có anh em cứ chơi những cái đội hình mà đẩy nhanh này. Đẩy nhanh mà anh em chơi những cái đội hình mà hyper roll này. Đấy. Đấy rồi, có BKB 2 đây rồi, phải ghép thôi anh em ơi. Rồi. Chơi những cái đội hình hyper roll và co là cái con thấp tiền thôi nhá anh em nhá. Kinh nghiệm là như thế. Đấy, co thấp tiền và hyper roll. Không có dựa vào 5 tiền và 5 đô. Chơi đội hình để cấp nhanh. Đấy. À sorry anh em. Chơi đội hình đẩy nhanh. Đẩy tiến độ trận đấu nhanh. Round 28 đi gần hết. Round 28 đi gần hết nhá anh em nhá. Và bây giờ là mấy cái ông ở dưới thì không quen lắm, nhưng mà ba cái ông đang đứng ở top ấy là tôi này, cái ông lốt ván nghỉ và ông sâu róm ấy là ba ông này là rank queen. Đấy nhá, còn cái ông Siro thì tôi cũng không biết là rank gì. Đấy, cái ông Tuấn Hút Cần hay là Tuấn Cần Sa gì đấy thì là đang ở mức rank king 2. Đấy, anh em nhìn vào trong bảng chat anh em biết là king 2. Đấy, còn những cái ông khác thì tôi không biết vì không quen. Đấy, được chưa? Còn những cái ông kia thì quá quen rồi, gặp nhiều rồi. Đấy, có trong cái bảng xếp hạng top thì nhìn phát biết ngay. Đấy, anh em lên cái bảng top là anh em biết ngay cái ông lốt ván nghỉ này. Đấy, đang chơi cái đội hình god đúng không? God mid đúng không? God mid, nhưng mà anh em đừng làm theo nhá. Tôi khuyên anh em đừng làm theo, anh em thấy nó cháy như thế thôi. Nó cháy cộng 11 thế thôi, nhưng mà nó lại không mạnh bằng cái đội hình này của tôi đâu. Nếu mà chơi 10 trận đi là biết ngay nhá. Đây là tôi đang giới thiệu anh em cái đội hình ổn định. Đấy, Gladiator ổn định anh em chơi. Còn cái bộ kia anh em chơi 10 trận anh em được khoảng 1-2 trận là anh em xanh, anh em ra được gấu, anh em xanh thôi. Thì anh em đừng có học theo nhá. Tôi khuyên chân thành đấy. Anh em nhìn thấy xanh như thế thôi, vô địch là chắc rồi, vô địch là chắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi nói luôn này. Ra được con rớt 2 không? Đấy. Ra được con rớt 2 rồi nói chuyện. Tức là bây giờ roll tay đúng không? Có tiền roll tay đi.
Bây giờ là luôn hết tiền ở level 10, không ra là con rớt nhá. Anh em tin tôi đi, không ra là con rớt thứ hai luôn. Còn bây giờ ra là con rớt hai rồi hãy nói chuyện, chứ đừng có nói về mấy con gấu đẻ ra. Nhiều trận không ra gấu đâu. Thì bây giờ cứ ra là con rớt hai đi rồi nói chuyện. Đây là bây giờ là đang phải chơi co là con Thunder đấy anh em ạ, chứ không phải con rớt đâu. Thunder Spirit ấy. Đấy. Còn nếu mà bây giờ bảo ra là con rớt hai thì anh em yên tâm, nếu mà ra được rớt hai thì anh em chơi được nhá, chơi gót được. Nếu mà luôn chay ra được rớt hai. Đấy, với một cái chuỗi như thế kia và một cái lượng tiền nhiều thế kia nhưng mà vẫn không thể ra được rớt thì anh em cứ yên tâm. Là những gì mà tôi khuyên anh em là những cái lời khuyên nó rất là chân thành từ đáy lòng của tôi, mong muốn là để cho các anh em fan trên kênh, các anh em yêu quý tôi, đấy, là có thể có được một cái chất lượng, một cái đội hình neo rank ổn định nhất. Chưa anh em đừng tin với thằng anti-fan vào comment nhá. Với thằng anti-fan thì nó sẽ chê ngay, nhưng mà anh em đừng tin. Anh em cứ thử xem, anh em vào em chơi, em chơi em biết ngay. Tại sao lại có những cái fan hâm mộ, những cái fan trung thành của tôi lại ủng hộ tôi nhiều như thế. Các anh em này ủng hộ tôi, các anh em lại đăng ký hội viên nhiều như thế, nó phải có lý do. Đấy là những cái gì mà tôi truyền đạt lại, tôi chia sẻ cho anh em, nó thực sự là nó có ích, nó có ý nghĩa. Đấy, chứ không phải là vì mấy cái thằng bộ lạc nó vào comment với anh em. Mấy cái thằng đấy tôi bảo rồi, anh em tin hay không đấy là tùy anh em nhá. Bây giờ các anh em trên kênh có mấy anh em mới vào xem đấy, các anh em mới xem kênh tôi, các anh em chưa biết thì anh em tin hay không là quyền của anh em. Còn đây là tôi đang chia sẻ với những cái người tin tôi nhá. Đấy, và anh em tin tôi thì anh em hãy thử đi. Em thử anh em thấy hay anh em chơi tiếp. Anh em chơi thậm chí anh em sờ farm lại luôn đi, anh em đừng ngại nhá. Sờ farm luôn đi để mà cho nó lên queen, cho nó nhanh, anh em không phải lăn tăn gì đâu. Ui ôi, Dominator này. Từ từ, con này chưa up lên 3. Chơi hai con thôi. Nói xả mạnh tiền luôn anh em nhá. Đây rồi. Hay quá. Rồi. Từ từ, không lên 9, không lên 9, không lên 9, không lên 9. Từ từ nha, bỏ cái gì ra đây. Rôn luôn. Sâu A luôn anh em ạ. Đây rồi. Rôn luôn. Xả hết tiền luôn. Đây rồi, ui anh em ơi. Đây rồi. Cái mục đích của tôi là gì? Mục đích của tôi là kết thúc trận đấu này sớm anh em ạ. Tôi chỉ cần top 2 thôi, tôi đẩy lốt cái thằng kia đi là xong. Đấy. Mục đích là gì? Trận đấu này top 2. Top 2 là quá là mỹ mãn rồi. Trận đấu đẩy sớm đấy, nó chưa đến round 35 anh em ạ, round 31. Đấy, xong lốt thằng assassin này là xong đúng không? Rồi xong rồi. Như thế này là xong rồi đấy. Úp lồng đẹp quá anh em ơi. Ui rồi ôi. Con cáo nó đang bị chói kìa. Ui xong rồi, hay quá. Ui rồi con cáo nó clear giỏi phết nhỉ. Cáo clear khỏe phết. Nhưng mà có đỡ được cái răng này không? Ồ, gặp bản sao. Chán nhờ. Gặp bản chính là đẩy thằng này chết rồi đấy. Để chết được trận đấu này là chỉ còn lốt ván nghỉ thôi. Chắc cho lốt ván nghỉ top 1 xong rồi tôi up clip luôn. Nhanh thôi anh em. Ui, thằng sâu gióm cắt được chuỗi thằng lốt ván nghỉ á. À, thằng sâu gióm mà nó kẹp. Nó kẹp Marine anh em ạ. Nó kẹp Marine vào. Nó kẹp được con Medu. Nhưng mà không qua được cửa của tôi. Rao này gặp tôi là sâu gióm đi rồi. Chắc chắn đấy. Tôi đã xả cái tiền đến cái mức mà tôi còn không lên 9. Anh em biết là thế nào rồi. Đấy. Không thèm lên 9 luôn thì xả hết tiền để đẩy nó đi mà. Chơi luôn sâu 3 luôn đẩy cho nhanh. Đấy, con sâu này thì bây giờ nó đẻ là một lúc hai con. Rất là kinh khủng luôn. Đẻ một lúc hai con luôn. Đây này đẻ hai con luôn. Đấy mà cooldown chỉ có 4 giây thôi. Nó đẻ liên tục đấy. Đẻ cứ đẻ hết lại đẻ luôn. Đấy, chỉ cần đứng ở trong lồng 4 giây thôi là y như rằng là đã có xuất hiện là thêm 4 con sâu nó đẻ rồi. Ui lại gặp lốt ván nghỉ đen nữa nhở. Gặp thằng kia đi nhanh lên thế nào. Gặp lốt ván nghỉ này nó đẩy cho một mớ máu này. Phải không? Ơ không? Ăn được không? Ăn được không? Ê mà sao cái thằng lốt ván nghỉ nó lên được cái con Thunder 3 sao rồi kìa. Vãi đái quá anh em ơi. Sợ thật sự. Ui nhưng mà tôi vẫn ăn được đấy. Nhưng mà đấy chỉ là may mắn thôi anh em. Nó úp lồng ngon thì ăn được. Ra vừa rồi úp lồng ngon. Ơ cái thằng sâu gió mà vẫn ăn được tôi á. Ảo thế nhờ. Thôi xả hết tiền vậy. Tôi xả hết tiền này. Kiếm luôn cung ba luôn đi. Ơ ơ. Lốt không? Lốt đi. Đẩy trận đấu nhanh nhất có thể luôn anh em. Kết thúc trước round 35 anh em nhá. Anh em thấy tôi chơi tấu nhanh có được không? Đấy, đây là kiểu tấu nhanh luôn đấy. Tức là mỗi ván chỉ 30 phút thôi. 35 phút. Nếu mà đến khoảng round 35 là 35 phút. Rồi up luôn lên 3 đi. Up luôn 3 anh em ạ. Tôi nghĩ là cho hai con vào là được, up 3 luôn. Úp lồng cho lâu.
Con cáo nó chỉ cần đứng ở trong lồng của cái con Dominator 3 sao thôi ấy, thì xác định là round này là sâu gióm đi luôn. Gặp sâu gióm rồi, hay quá. Máy bay xuống, ok, úp lồng. Ui, máy bay vào tung một trưởng ở kia. Lồng hay quá. Rồi ôi, đứng ở trong cái lồng 3 sao rồi. Thế thì cậu đỡ đi bạn ơi. Đứng ở đây, đứng ở đây, đứng ở đây. Đứng ở đây, cáo đéo lắt được luôn, hay quá. Thôi đi rồi, chắc chắn rồi. Ui, nhưng mà sâu gióm bị bên kia mà, bên kia đẩy. Lốt ván nghỉ nó to quá rồi. Lốt ván nghỉ là bây giờ nó có Thunder Spirit 3 sao dồn đồ cho trong cái bộ 6m. Em nghe ạ, 6m kẹp với cả cọc 6m 4 gót. Khỏe đấy. Anh em cũng có thể tham khảo đội hình này của lốt ván nghỉ anh em nhá. Tuy nhiên là tôi cũng nói cảnh báo trước cho anh em là đội hình nó chỉ mạnh khi mà nó lên được như này thôi nhá anh em nhá. Nó form được đúng như này thôi. Còn nếu mà anh em không xây dựng được, anh em không lên được như này ấy, thì anh em xác định anh em top 8 luôn nhá. Đấy, chơi gót thì xác định luôn là khả năng top 8 là rất cao nhá anh em nhá. Meta này tôi khuyên nên chân thành là không lên chơi gót. Kiếm tới 11 con ở cái bộ truyền thuyết thì nó rất khó chơi đấy. Để mà lên được co 2 sao. Ui tôi chết rồi, mẹ ơi. Mãi nói chuyện nó cướp mẹ nó sâu rồi kìa. 31 máu khả năng round này đi rồi anh em ạ. Cung đen không đủ đam. Ngoài to quá rồi, toàn 3 sao. Đó là cướp cho cái con sâu 3 sao này kia thì tôi chịu rồi. Rồi đi rồi. Thế nhá anh em nhá. Rất là cảm ơn anh em. Ui vẫn chưa chết. 21 máu anh em ạ. Thế thôi lại ngồi thêm anh em một tí nữa vậy. Tôi là cũng muốn là chết luôn ra vừa rồi 34 máu, à ở round 34. Đấy thì thôi thì 31 máu thì chết luôn ở round 34 là hợp lý. Đấy nhưng mà thôi được rồi, nếu mà lên được cái round 36 thì lại nhây thêm một chút vậy. Thì kiếm lốt con cung đen 3 để anh em chơi cho nó mãn nhãn nhá. Chơi lốt rồi gọi là chơi đến cùng, cống hiến cho anh em vậy. Mặc dù là tôi biết là kể cả con cung đen 3 này mà lên được thì tôi cũng nghĩ là cũng không có cơ hội đâu. Khó lắm. Rất khó đấy. Rất khó luôn đấy. Bởi vì cái con co của nó là con co 3 sao ở trong cái bộ 6m. Mà cái con đấy nó xòe liên tục anh em ạ, nó xòe quạt liên tục. Mà cái bộ này của tôi thì nó lại là cái bộ mà nó không có kháng phép. Nó không hề có kháng phép. Nó lại có những cái con đẻ và nó clear nó rất nhanh. Đấy, hoàn toàn là nó phụ thuộc vào cái úp lồng. Phụ thuộc vào úp lồng. Tí nữa tôi lừa, tôi cho cái con Grand Herald nó cướp cái úp lồng là ok. Này, nó nói chung là nó chơi thì nó sẽ nó không để cướp cái úp lồng đâu anh em ạ, à, nó khôn lắm. Đấy. Chơi thằng này rank nó cao hơn tôi đấy. Này rank cao hơn tôi. Đây rồi, úi rồi. Đấy nhá, hết cỡ anh em nhá. Đây nó là hết cỡ cung đen 3 rồi. Thằng này rank cao hơn tôi đấy. Tôi nhớ là nó top 10 thì phải. 3k điểm. Tôi nhớ là 3k điểm queen. Nhưng mà thôi đổi vị trí, không cho nó cướp nữa. Úi rồi, nó không cướp sâu, bây giờ nó lại cướp một cây anh em ạ, đấy khôn chưa. Khôn lắm anh em ạ. Thôi thế thôi, chấp nhận. Đội hình bây giờ yếu hơn. Đội hình yếu hơn đối thủ mà lại còn bị đối thủ coi như là cướp bài counter. Có khi bán mẹ cây đi không, không tí nữa nó lại cướp một trong hai con thì cũng sợ phết đấy anh em ạ. Ơ vẫn ăn này. Vẫn ăn, may mắn thôi anh em. Ra vừa rồi may mắn. Ra vừa rồi là nó úp lồng ngon. Bán cây đi anh em ạ, tôi nghĩ bán cây. Bán cây để chỉ có việc là lo lắng cho cái con sâu thôi. Chúng ta đổi vị trí con sâu thôi, không thể đổi vị trí hai con được đâu. Rất khó. Khó thật. Mà cái thằng này nó kẹp 4 cọc vào nên cái cọc nó counter con Glitter anh em ạ. Con Dominator ấy. Con Dominator nó bay đằng sau nhưng mà nó lại đánh vào cọc. Đấy, cái vấn đề đó ở cái chỗ đấy. Nên Dominator hoàn toàn không gây được đam. Nên bộ này nó ở cửa dưới rồi. Cửa dưới hoàn toàn luôn. Chưa kể là đối thủ chủ động cướp được bài nữa. Đối thủ thực ra nó chỉ cướp được, nó sẽ chọn là cướp những cái con như là sâu hoặc là con wing thôi. Và cướp nó dễ mà. Ok, rồi. Nói chung là phải lé con sâu ra thôi. Ok, úp lồng lại ngon ở đâu này nhá. Úp lồng ngon rồi. Tôi có BKB 2. Rồi, vẫn đánh được, vẫn đánh được. Đấy, được rồi, đấm con này chết là chết. Ôi, vẫn ăn được này anh em này. Hay quá. Chơi rất là coi như là công hiến nhá anh em nhá. Đấy, mặc dù tôi biết là nó chỉ gọi là may mắn thôi. Ba máu này thì thực ra là lọt một con là chết rồi. Trong một cái trường hợp mà cái úp lồng nó ngu một cái là đi luôn. Chơi 10 round thì chắc là cũng sẽ có một round úp lồng ngu thôi anh em ạ. Chứ làm gì mà úp khôn mãi được đâu. Rồi, luôn tiếp nào. Kiếm Dominator 2 sao nhá anh em nhá. Thêm con nữa đi. Thêm một con nữa. Doom này. Hay là kẹp Doom vào. Kẹp Doom vào, Doom rồi con
Thunder. Nhưng mà con Doom này 11 sao anh em ạ. Doom 1 sao tôi sợ là chưa kịp làm gì đã chết rồi. Với cả nếu mà bỏ Doom vào là sẽ phải bỏ hai con Dominator ra đấy. Không 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 được, không có đam, không có đam, không có đam. Từ từ đã. Chưa được, phải con Grim cơ, Grim mới chơi được. Thôi xong rồi anh em ơi, đấy thế này là úp ngu rồi. Thế này là úp ngu rồi. Trời ơi, thôi xong rồi, được thua rồi anh em ạ. Không 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 không, không ăn được rồi. Rồi rồi. Chán thật sự đấy. Mà thậm chí là cái round vừa rồi là tôi còn để cho nó cướp được con Dominator cơ. Nhưng mà vẫn úp được ngu anh em ạ. Đấy thế anh em nhá. Thực ra trận này tôi không muốn kéo dài tận round 38 như này đâu. Tôi nghĩ là chỉ đến round 34 thôi là kết thúc trận đấu luôn. Nếu mà bình thường mà tôi leo rank ấy là tôi quit luôn. Anh em ạ, quit luôn làm phạt mới cho nó nhanh. Đấy. Thế anh em nhá, đang chơi ở cái mức rank là Queen 1500 điểm. Đấy anh em thấy được rõ ràng rất ok đúng không? Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái clip siêu phẩm ngày hôm qua. Khi mà ngày hôm kia tôi không kiếm được cái con Lancer thì ngày hôm qua tôi đã kiếm được con Lancer anh em nhá. Kết hợp với cái bộ 4 Witcher rất mạnh luôn. Đấy còn nếu mà anh em vẫn chưa xem nối clip ngày hôm kia, một siêu phẩm mang tên là coi như là tôi cũng chả biết là đặt tên là cái gì, nhưng mà nói chung là rất hay. Khi mà tôi chơi một cái đội hình yếu hơn mà tôi đánh được cái đội hình nó mạnh hơn. Đấy, rất là mãn nhãn, rất là hay. Với cái số đồ và cái sức mạnh của đội hình yếu hơn đối thủ hơn hẳn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.